Hello anh em nhá. Hôm nay lên chia sẻ với các bác một em họa mi tam hoàng các bác nhá. Chơi cánh ôm cóng các bác nhá. Em sách lồng vẫn hot này các bác này. Gọi là hàng đẳng cấp luôn các bác nhá. Vừa ra khỏi học luôn. Học này. Con này chơi cánh ôm cóng các bác nhá. Anh em nhìn mặt này. Siêu phẩm tam hoàng nhá. Chơi cánh ôm cóng này, thấy chưa, các bác thấy chưa? Quá đẳng cấp các bác nhá. Nó là hàng siêu đẳng cấp rồi các bạn. Những con chim này là những con chim có 102 luôn các bác nhá. Vừa ra khỏi học các bác nhá, chơi như một cái máy luôn. Đây các bác nhá. Con chim chơi quá đẳng cấp luôn anh em ạ. Em chim có 102 các bác nhá. Giờ này em rất là có duyên với chơi cánh ôm cóng các bác. Ôm này các bạn này, ôm cóng này. Lông đuôi vẫn còn ướt kìa các bác kìa. Chân mỏ vàng ươm, đầu mặt đẹp quá nhá. À, cánh này các bạn này. Nó có chịu đấy, quá đẳng cấp luôn các bạn. Em này phải nói là một em họ mi chơi mọi địa hình luôn các bác nhá. Ôm cóng đi em. Lát em sẽ quay cho các bác xem cái mặt của em này nó đẹp. Đẹp thật sự các bác. Úi giời, ôi giời, ôi giời, các bác nhìn này. Ôm này, ôm đi các bác ơi, ôm. Các bác nhìn cái mặt của nó nhá. Đặt tại chỗ chơi luôn các bác này, nhà em này. Đặt tại chỗ luôn nhá. Đây là một em họa mi đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Ôm cóng đi em, ôm cóng, ôm cóng, ôm cóng đi. Bác nhìn cái mặt của con chim này, nó đẹp không? Nói chung là con chim này không có gì để có thể chê được các bác nhá. Đây các bác nhìn cái đầu mặt này. Tam hoàng siêu mẫu nha các bác nhá. Thank you.
Các bác nhìn mặt nó này. Đây là một siêu phẩm của anh nhá. Hiếm đấy, con chim như này lắm các bạn. Con chim này có giá khá là cao nhá anh em nhá. Anh người này các bạn này. À, cứ đi đi ạ, anh cứ đi đi. Anh cũng biết chứ à? Anh cũng anh chơi chim à? Nghe kiểu gọi gọi là biết là anh chơi chim rồi. Chim đẳng cấp thật, phải công nhận con chim này đẳng cấp thật. Đây à, để trong tối các bác nhá, để trong nhà nhìn nó không rõ, bây giờ em sẽ quay. Em sẽ xách nó ra ngoài cho nó hót nhá. Đây. Các bác nhìn em xách lồng này. Hót đi em. Đây, các bác xem đầu mặt này. Chim đẹp quá. Mỏ vàng như sáo các bác nhá. Chim xuề nó khác. Vâng. Anh có nuôi nhiều không? Nhà mấy con. À thế. Anh ở đâu? Kem Mon à? Trước nhà chưa lấy chim à? À chưa lấy chim à? Bây giờ gì còn đánh. Vừa mua bây giờ mà ra là bao tiền? Em cũng chưa biết bán bao tiền. Cái chim quá đẹp này. Loại này mang đi làm mồi tốt nhỉ. Về phát đã chơi ẩm. Em vừa mới về xong mà vợ cãi nhau với lái xe. Loại này đúng là nuôi ai mà nuôi không hót nữa thì chịu ấy. Chim này chỉ chim hót. Vâng. Chim này chọn hót. Mỏ này quá đẹp luôn con chim. Vâng anh về nhá. Con này hôm trước em có một con. Và bây giờ con này nữa. Chi nó mới về các anh nhá. Anh em mà thấy nó chơi như này là quá đẳng cấp rồi các bạn. Thuần. Tay em này. Đó, anh em nào kết thì alo em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Nhà em có cám và chim anh em nhá. Anh em cần loại gì cũng có các bạn.
Rồi bây giờ em xin phép dừng clip nhá. Xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác những video sau nhá. Bye bye tất cả mọi người.